Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về interface cho cái thằng function. Thì cái bài trước của chúng ta thì có phải là các bạn đã được học về interface cho một cái đối số chứ không phải là cho một cái function nhé, nếu như các bạn để ý. Thì thực chất thì nếu như mà cái interface này, các bạn cũng có thể áp dụng nó với một cái thằng biến luôn cũng được ha. Bởi vì cái thằng đối số ở đây nó cũng tương tự với cái thằng biến của chúng ta mà thôi. Vậy thì với cái thằng bài 11 của chúng ta thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về interface cho cái thằng function như thế nào. Đầu tiên các bạn sẽ có cú pháp như sau. Rồi, interface, tôi ví dụ như là một cái cú pháp nào đó, ví dụ như là array chẳng hạn đi. Rồi, ở đây để mà có thể định nghĩa interface cho một cái function thì rất là dễ. Ở đây các bạn chỉ cần mở hai cái dấu ngoặc này ra là tự động nó sẽ hiểu đây chính là hai cái dấu ngoặc của một cái hàm. Thì ở đây tôi ví dụ như là number array. Rồi, tôi bắt buộc phải có một cái đối số, và cái đối số này nó phải trả về cho tôi, đó chính là number ha. Rồi, và cái hàm này nó phải trả về cho tôi luôn, đó chính là một cái mảng. Và cái mảng này, và tôi sẽ quy định đó là cái number luôn. Rồi, và ở đây các bạn sẽ có là get array. Rồi, tiếp tục các bạn chỉ cần hai chẵn ra. Rồi, các bạn truyền vào cho nó, đó chính là cái tên interface. Thì cái cách này có lẽ là các bạn sẽ thấy nó khá là giống với cái tên biến của chúng ta, đúng không ạ? Ha, nó chả khác gì đâu, mà là bởi vì chúng ta sẽ sử dụng anonymous function, hay là ở bên trong hàng style strip thì họ gọi nó là lambda ha. Rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ cần gán cho nó anonymous function là được. Rồi, thì khi các bạn gán vào thì các bạn thấy là rõ ràng khi các bạn quăng cái thằng lambda vào thì ở đây nó sẽ báo lỗi cho chúng ta ha. Rồi, vậy thì chúng ta chỉ cần theo đúng cái chuẩn mà chúng ta đã đặt ở trên đây là được. Ở đây các bạn không cần phải đặt đối số nó giống cái tên của thằng interface đâu, và các bạn muốn đặt cái tên gì cũng được, miễn là nó đúng theo thứ tự của cái thằng ở trên đây là được ha. Ở đây tôi sẽ có là number. Và ở đây các bạn lưu ý là cái function khi mà các bạn sử dụng với cái thằng interface thì ở đây mặc nhiên các bạn không định nghĩa cái kiểu dữ liệu mà các bạn trả về nhé, các bạn lưu ý cái điều này. Rồi, vậy nếu như ở đây tôi return n luôn thì các bạn thấy là rõ ràng nó hết báo lỗi chúng ta. Thế nhưng nếu như ở đây tôi return cho nó là một cái chuỗi ký tự thì các bạn thấy là rõ ràng nó vẫn bị lỗi. Nhưng mà đến khi tôi đổi ở đây, ví dụ như tôi đổi thành string thì các bạn thấy là rõ ràng nó lại hết lỗi. Đấy ha. Còn nếu như các bạn định nghĩa ở đây thì chắc chắn rồi, nó sẽ ghi đè luôn cái thằng ở trên đây rồi, cho nên các bạn sẽ không thấy cái điều gì xảy ra hết. Rồi, thì ở đây thì tôi sẽ return lại n đi ha. Ở đây tôi sẽ có là n.first, ví dụ như là số 5 chẳng hạn. Để chi? Để cho chúng ta sử dụng để các bạn có thể thấy ra nó chạy rất là bình thường ha. Rồi, chúng ta sẽ có là get arr. Rồi, một cái mảng cho nó 1.3. Rồi, xong ha. Và sau khi xong rồi thì các bạn có thể chạy ứng dụng này tsc.1.ts.wash. Rồi, sau khi mà watch thành công rồi, các bạn cũng có thể xem nghía qua thì các bạn thấy là rõ ràng ở bên đây cái function của chúng ta nhìn khá là đơn giản ha. Thì thực chất thì cái interface nó cũng chỉ hỗ trợ chúng ta, đó chính là để chúng ta có thể quản lý được cái dự án của mình nó dễ dàng hơn thôi. Chứ thực chất khi mà các bạn nhìn vào code thì làm gì có những cái thằng interface bên trong đây ha. Rồi, vậy thì bây giờ tôi sẽ chạy cái vấn đề này. Thì các bạn thấy là cái mạng của chúng ta đã được trả về rất là chính xác. Như vậy là chúng ta cũng đã tìm hiểu xong được về cái chủ đề, đó chính là function type ở bên trong cái thằng interface rồi. Và tiếp tục thì các bạn sẽ tìm hiểu đến với cái thằng là array style ha. Thì cái thằng array style là như thế nào thì các bạn cũng có thể dòm nghía qua về cái ví dụ của nó ha. Rồi, vậy thì nếu như các bạn không có nhu cầu gì hết thì bây giờ tôi sẽ Ctrl C vào luôn cái ví dụ của nó để cho các bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được cái bài học này hơn. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với array type. Ở trên sẽ là function style. Rồi, phân biệt tí cho nó nhìn cho dễ ha. Rồi sau đó các bạn pass vào. Thì sau khi mà các bạn pass vào và các bạn sử dụng thì có lẽ là các bạn sẽ khá là khó hiểu. Có nghĩa là index rồi number ở đây thì thực chất thì hai cái thằng này ở đâu ra vậy? Xin thưa các bạn, thì index và number ở đây có phải là khi mà các bạn truy xuất một cái mảng, có phải là các bạn sử dụng như thế nào ạ? Có phải là các bạn sử dụng như thế này đúng không nào? Rồi, bạn array. Và các bạn muốn lấy cái thằng struct thì có phải là các bạn truyền vô cho người ta đó chính là cái số 1 này không?
À, vậy thì số 1 ở đây chính là cái thằng index của chúng ta đấy. Thì có phải là các bạn đã quy định cho nó chính là số. Vậy index ở đây chính là cái số thứ tự của cái phần tử ở bên trong cái mảng của chúng ta. Rồi, vậy thì các bạn chỉ cần refresh lại, các bạn đã thấy là chúng ta đã lấy được cái chữ red. Còn nếu như ở đây các bạn có là console.log, tiếp tục các bạn có là my array, các bạn ghi là chấm len. Vậy thì ở đây có ý nghĩa là như thế nào? Thì có phải là các bạn muốn lấy cái gì? Các bạn muốn lấy cái độ dài của cái mảng của chúng ta, có nghĩa là có bao nhiêu cái phần tử ở bên trong cái mảng này. Nhưng mà khi các bạn bỏ vào thì nó lại báo lỗi chúng ta. Nhưng mà bi hài hơn là khi các bạn reload lại thì các bạn lại thấy là nó lại vẫn chạy. Vậy tại sao nó lại báo lỗi trong cái thằng style strip? Đó là bởi vì bên trong cái thằng style strip và khi các bạn sử dụng cái thằng interface thì các bạn cũng phải thông báo những cái phương thức nào mà các bạn sử dụng kèm với cái thằng my array của chúng ta, thì lúc đó nó mới có thể hiểu được. Vậy ở đây tôi chỉ cần ghi vào là len và tôi trả về cho nó là number. Thì thực chất thì đây chính là một cái phương thức đã có sẵn bên trong thằng array của chúng ta từ cái thời mà chúng ta sử dụng javascript kìa ha. Và khi các bạn gõ vào các bạn đã thấy là my array chấm len của chúng ta đã hết bị lỗi, rất là dễ hiểu đúng không nào. Và cái thằng style strip này nó còn nói về cho chúng ta thêm một thằng nữa, đó chính là cái thằng nó support thêm cho chúng ta index là bằng string. Vậy thực chất string ở đây là dành cho cái thằng nào? Xin thưa các bạn, string ở đây là dành cho object array hay là array object gì đó, tùy các bạn đọc cái thứ tự nó như thế nào cũng được ha. Thì cái object array ở đây có nghĩa là một cái mảng của chúng ta. Thì ở bên trong thằng JavaScript có phải là các bạn có thể truy xuất được một cái phần tử bên trong cái mảng bằng cách các bạn cũng có thể ghi vào cái số thứ tự hoặc là các bạn có thể ghi vào cái tên khóa của một cái thuộc tính để chúng ta có thể lấy ra được cái giá trị của đúng không ạ? Tôi sẽ ví dụ sơ sơ thôi, ví dụ như là my object, rồi ở đây các bạn sẽ có var nhé ha. Rồi tôi ví dụ như ở đây số 0, tôi có là ví dụ như là 1. Rồi ở đây tôi cũng có là số 1, rồi ở đây cũng sẽ là 1. Thì các bạn thấy là rõ ràng nếu như tôi console.log, rồi ở đây là my object ha, tôi ghi vào số 0 thì đương nhiên nó cũng sẽ lấy được cái chữ 1. Và nếu như ở đây tôi ghi là số 1 thì chắc chắn rồi, nó cũng sẽ lấy ra được cái chữ 1 cho chúng ta. Xem có phải không nhé. Khi các bạn bấm reload thì các bạn thấy là rõ ràng chúng ta lấy được đến hai cái chữ 1 ha. Đấy, các bạn thấy đấy, đó chính là cái ý nghĩa khi mà các bạn sử dụng cái interface string array. Và nếu như mà bây giờ tôi sẽ interface, đây tôi sẽ thêm cái đi ha, string array 2 đi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có là string đúng không nào. Thì mặc nhiên khi mà các bạn chuyển qua hàng string thì có nghĩa là các bạn đang định nghĩa cho một cái object array. Một cái object array ở bên trong thằng JavaScript thì nó không hỗ trợ cho các bạn phương thức len, có nghĩa là các bạn không thể nào các bạn đếm được là có bao nhiêu cái phần tử bên trong cái đối tượng cả. Cho nên vì thế khi các bạn sử dụng chấm len thì nó sẽ không thể nào hiểu được ha. Vậy thì tôi sẽ ví dụ nếu như bây giờ tôi sử dụng luôn cái thằng string array 2 của chúng ta. Rồi, thì các bạn thấy là rõ ràng ở đây nó sẽ báo lỗi ngay cho các bạn ha. Còn nếu như ở đây các bạn bỏ đi cái dòng này thì các bạn thấy là nó hết báo lỗi cho chúng ta rồi ha. Còn nếu như bỏ lại thì đương nhiên rồi, nó sẽ báo lỗi ngay. Vậy thì nếu như mà tôi sử dụng luôn, có nghĩa là tôi sử dụng giống ở bên trên kia là nó vẫn báo lỗi thì nhưng mà nó vẫn chạy. Vậy thì liệu cái thằng my object của chúng ta nó có chạy hay không nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta thử nghiệm ha. Rồi, reload lại thì các bạn thấy là rõ ràng cái thằng len của chúng ta là undefined. Rồi, thì ngoài ra thì ở bên trong cái thằng undefined này không phải chỉ có thằng len. Nếu như các bạn cũng có thể định nghĩa những cái phương thức khác luôn. Ví dụ như ở trong một cái array thì có phải là để mà các bạn có thể thêm một cái phần tử mới thì các bạn sẽ có là chấm bớt đúng không nào ha. Và khi các bạn chấm bớt thì các bạn thấy là rõ ràng ở đây nó sẽ báo lỗi chúng ta là nó không hiểu cái thằng bớt này ở đâu ra hết. Vậy thì để nó có thể hiểu, các bạn có thể ghi vào là first và các bạn không biết là cái phương thức bớt này nó trả cái gì về cho chúng ta thì các bạn có thể ghi là any luôn. Rồi xong thì các bạn thấy là rõ ràng ở đây nó sẽ không báo lỗi chúng ta nữa ha. Rồi,
Còn ở đây thì nó vẫn báo lỗi, đó là bởi vì cái thằng kia nó undefined rồi ha. Rồi bây giờ các bạn bấm save lại, các bạn bấm reload thì các bạn sẽ không thấy được cái mạng của chúng ta, đó là bởi vì chúng ta đâu có lấy cái mạng ra đâu mà lấy đồng ấy ha. Rồi bây giờ tôi chỉ lấy cái thằng my array của chúng ta thôi. Rồi reload thì các bạn thấy là cái thằng tròn của chúng ta nó đã vào rồi. Rồi như vậy là chúng ta cũng đã hoàn tất tìm hiểu được cái khái niệm interface của cái thằng array style bên trong size grip rồi ha. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã tìm hiểu luôn được cái thằng first style rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ còn ba cái chủ đề này mà thôi. Thì ở trong video sau chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh luôn đi ha.